Nào. Vô vô vô. Ôi. Mấy đứa nhìn vô đây nha. Ok.
kính thưa đồng chí Phạm Khánh Quyên, chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố Buôn Ma Thuột, kính thưa câu lạc bộ SOS và nhóm IT Kem IT 87 cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, các hội từ thiện cùng các em và phụ huynh học sinh có mặt tham dự trong buổi lễ trao tặng quà nhân dịp ngày 1 tháng 6 hôm nay. Thì báo cáo toàn thể quý vị, đối địa phương xã Hòa Xuân thì hàng năm các ngày lễ Tết và các hoạt động của địa phương đều được quan tâm tổ chức và được các đơn vị từ thiện cũng như là thành phố các ngành quan tâm để tổ chức cho các em có một ngày vui, ngày lễ 1 tháng 6 có một sân chơi bổ ích và hỗ trợ cho các hộ những hoàn cảnh khó khăn rất nhiều. Năm nay thì cũng rất là vinh dự đối địa phương xã Hòa Xuân để được hội chữ thập đỏ cùng câu lạc bộ SOS và nhóm Kem IT của Tây Nguyên về đây tham dự thăm và tặng quà đối địa phương xã Hòa Xuân. Thì cũng báo cáo các vị là địa phương xã Hòa Xuân thì là một địa phương phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đời sống của nhân dân thì còn rất nhiều khó khăn mặc dù là xã thuộc thành phố. Trong năm 2023 này thì xã còn 18 hộ nghèo và 36 hộ cận nghèo cùng với rất nhiều hộ khó khăn được quan tâm, cần được quan tâm hỗ trợ và chia sẻ. Thì cũng rất là may hôm nay được các đơn vị cùng về đây và đồng hành chia sẻ những khó khăn chung của địa phương và cũng tạo nên những dấu ấn và góp phần vào phong trào của địa phương xã Hòa Xuân, đặc biệt là trong công tác từ thiện. Trước tiên, thay mặt cho chính quyền địa phương xã Hòa Xuân xin có lời cảm ơn toàn thể đối quý vị và mong muốn rằng sẽ được các đơn vị như hội chữ thập đỏ thành phố cùng với các đơn vị từ thiện quan tâm hơn nữa trong những thời gian tới, cùng đồng hành chia sẻ với địa phương xã Hòa Xuân trong khó khăn chung để vài phần quà thì có thể không lớn, hỗ trợ được một phần nào cho các em và các gia đình, nhưng điều quan trọng nhất đó là hỗ trợ động viên về tinh thần để các em cũng như các gia đình cố gắng phấn đấu hơn nữa vươn lên trong cuộc sống để xây dựng địa phương xã Hòa Xuân ngày càng giàu đẹp và phát triển hơn nữa. Cuối cùng một lần nữa xin gửi lời kính chúc đến toàn thể quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thành công hơn nữa trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Quang Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Xuân và đại diện lãnh đạo địa phương, cảm ơn nhà tài trợ. Tiếp theo, để ghi nhận tấm lòng nhân ái của câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột và nhóm tên IT khóa 17 trường cao đẳng FPT Poly Tây Nguyên, sau đây tôi xin trân trọng kính giới thiệu bà Phạm Khánh Quyên và ông Trần Quang Lâm lên trao ghi nhận tấm lòng nhân ái cho hai đơn vị. Xin kính mời ông bà. Bốn, Ian Nhi.
5. Idea Đinh Xoài. 6. Hờ Ghen Quân Giá. 7. Hờ Ngoài Nhiê. 8. Hờ Niên Quân Nông. 9. Iro Ben Nhiê. 10. Hờ Bách Quân Giá. Rồi mời các em có tên lên nhanh lên nào. Hờ Bách Quân Giá. Xin trọng kính mời bà Phạm Thanh Thiên và ông Trần Quang Long lên trao vở cho các cháu ạ. Rồi mời tất cả các em lên nhanh chóng lên ạ. Xin kính mời ông Đỗ Tuấn Anh đại diện câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột và ông Trần Minh Tuấn trường cao đẳng FPT Vô Tuyến Tây Nguyên lên trao vở cho các em.
thể quý vị khách quý, chúng ta đã có mặt trong chương trình hôm nay để gửi buổi lễ trao quà cho các em nhân ngày 1 tháng 6. Và các bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ ơi, sắp tới là chúng ta đến ngày gì nhỉ? Ai biết nhỉ? Ngày gì nhỉ? Ngày gì mà dành riêng cho tất cả các bạn nhỏ đang có mặt trong ngày hôm nay nhỉ? Ai biết đưa tay sẽ có quà nè. 3, 2, 1, giơ tay nè. Rồi, chú Hề mời con. Sắp tới là đến ngày gì nhỉ? Ngày thiếu nhi là ngày bao nhiêu con biết không? 1 tháng 6. 1 tháng 6 các bạn nào, rất giỏi đúng không nào? Đúng rồi, sắp đến là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, là ngày dành riêng cho tất cả các bạn nhỏ của chúng ta. Vậy bạn nhỏ chúng ta xứng đáng được nhận quà các bạn. Nhỏ thế nào có nào? 1 tháng 6 thật lớn cho bạn của mình nào. Xin mời các bạn. Yeah.
Thank you.
bạn gái không phải chị nhỉ? Ok, ăn cảm ơn anh nhá. Cắt được live stream không? Máy mát luôn rồi, thông tắt được. Tôi tắt xong rồi tôi sẽ quay cái bình thường ha, là tôi sẽ về up lên sau. Bye-bye.